kinh nghiệm mà những cái chuyên gia đã nghiên cứu thấy á, là Parkinson và cái tiểu đường á, nó khỏi và hoặc là giảm. Cái không phải đâu, cái mà cái gần đây tụi này làm cái nghiên cứu á, thì ngay cái cuốn sách mà mai mốt in lại đó, thì nó có một cái trong đó nó có nói vấn đề, hai vấn đề quan trọng, đó là nhịn đói, cái thứ hai là cái tự thực. Khi nhịn đói á, thì nó giúp là cái cơ thể mình tăng cái sức đề kháng, và cái tự thực á, là nó ăn những cái tế bào lúc cái cơ thể mình đói á, thì nó lại mấy cái tế bào mạnh á, nó lại ăn mấy thằng cái tế bào mà yếu đi, và khi đói á, nó lại tái lập lại một số cái bộ phận trong cơ thể mình. Và nếu như anh thực sự mà từ bữa đầu tới giờ anh em là nhìn anh như tụi này á, rồi anh hút không khí đầy đủ, anh chôm đá đầy đủ á, cái đó thì chậm lại sao cũng được, nhưng mà cái cực kỳ quan trọng nhất là cái nhịn ăn. Và cái nhịn ăn á, là bây giờ khi mà mình đã tới cái bệnh này rồi, anh quyết định nhịn tôi luôn đi, tức là lập trình lại cái chuyện ăn uống mình cho tới khi chết. Và khi lập trình cái đó được rồi á, thì cái tự nhiên cái Parkinson nó sẽ khỏi. Hai cái bệnh mà nó nói mà thiên hạ bắt buộc phải điều trị suốt đời á, đó là Parkinson gì và tiểu đường. Nhưng mà sau khi kinh nghiệm mà những cái chuyên gia đã nghiên cứu thấy á, là Parkinson và cái tiểu đường á, nó khỏi và hoặc là giảm. Bây giờ anh lên bỏ tay xuống, tôi cho kéo cổ cho anh một lần nữa, thấy không? Nè, à, chưa kéo cổ em, giờ lên kéo. Hốt đi anh em, chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.